Canada tuyên bố tăng cường không kích IS tại Syria, tin từ Ottawa, Ontario, Canada. Hôm nay, ngày 24 tháng 3, Thủ tướng Canada Stephen Harper cho hay nước này sẽ mở rộng các hoạt động quân sự tấn công bằng các đợt không kích nhắm vào vị trí của phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq. Với tuyên bố này, Canada trở thành quốc gia thành viên của NATO thứ hai sau Hoa Kỳ tham gia chiến dịch tấn công các vị trí của phiến quân nhà nước Hồi giáo tại Syria cùng với Jordan và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Thủ tướng Harper cũng nói về kế hoạch của Canada rằng chiến dịch này sẽ được mở rộng thêm một năm nữa cho đến cuối tháng 3 năm 2016. Canada hiện có khoảng 70 binh sĩ lực lượng đặc biệt đang tham dự các cuộc hành quân tại phía bắc Iraq và 6 chiến đấu cơ cùng tham gia các đợt oanh kích chống phiến quân nhà nước Hồi giáo tại Iraq của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu. Ông Harper đang đứng trước thách thức đầy khó khăn để duy trì vị trí cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới đây. Ông đã bị các đảng chính trị đối thủ chê yếu trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Harper cũng cho hay Canada sẽ không kích các căn cứ của phiến quân nhà nước Hồi giáo tại Syria. Theo ông, các tay súng phiến quân nhà nước Hồi giáo và các vũ khí hạng nặng của họ đã di chuyển thoải mái từ biên giới Iraq vào Syria để chống trả các đợt không kích của liên quân. Vì vậy mà ông muốn các đợt không kích nhằm mục tiêu tiêu diệt tất cả các mọi địa điểm ẩn náu an toàn của phiến quân nhà nước Hồi giáo tại Syria. Việc mở rộng nhiệm vụ tại Syria đã gây chia rẽ chính trị ở Canada và giới chỉ trích cho rằng các cuộc không kích cần được sự chấp thuận của Thủ tướng Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, ông Harper cho rằng điều này là không cần thiết.